Tập 19. Quách què. Dạ, có quách què. Ngày mai là phải thi rồi. Dạ. Không được. Ta thấy Lưu Ích này tuổi trẻ ngông cuồng, nhất định không phải đối thủ của Bao Chẩn. Vậy ý của nương nương? Kế sách hiện nay, trừ phi Bao Chẩn không vào được trường thi, nếu không Lưu Ích nhất định sẽ thua. Làm cho hắn không vào được trường thi, vậy phải giết hả? Sao ngươi chỉ biết giết và giết thôi vậy? Không giết thì không còn cách nào khác nữa sao? Ví dụ hắn bị bệnh, hắn đến trễ, hoặc là lý do gì khác. Được rồi, chút chuyện nhỏ này ngươi làm đi. Dạ. Nhưng có một điều, nếu để xảy ra chuyện lớn gì, tao tuyệt đối không tha cho ngươi đâu. Nương nương xin yên tâm, lần này nhất định phải thành công tuyệt đối. Bây giờ Quách què đi tìm Đinh Dương Vị để thương lượng. Quá hay, quá hay. Hầu gia nghe hiểu rồi chứ. Đinh đại nhân dặn á, tối hôm nay hầu gia phải học cho thật thuộc bài văn chương này, để ngày mai đến trường thi biết đường mà viết ra. Quách công công, có phải người quá xem thường bổn hầu rồi không? Ý của hầu gia là không cần đến bài văn chương này à. Thứ văn chương này không cần học thuộc, Lưu Ích tiện tay viết ra cũng chưa chắc đã kém hơn. Nhờ công công nói lại với nương nương rằng, dựa vào tài năng thực sự của Lưu Ích thì Đỗ Trạng Nguyên dễ như trở bàn tay. Xin nương nương yên tâm. Xem ra tối hôm đó ở Bích Vân Cung đó, những gì Lưu Lương Nương nói với hầu gia, hình như hầu gia không hiểu thì phải. Nói vậy là sao? Thì Trạng Nguyên không phải dựa vào nói dốc, mà phải dựa vào tài năng thật sự. Người nói bổn tước nói dốc à? Lão Nô không dám. Nhưng mà tước gia có bao nhiêu bản lĩnh Lão Nô không biết, còn tài năng của Bao Chẩn Lão Nô thấy rồi. So với hắn, hầu gia thua xa. Người to gan, dám nói như là như vậy với bổn tước à? Không giấu gì hầu gia, ở trong kinh thành này, ngoài nương nương và hoàng thượng dám chỉ thẳng vào mặt ta mà nói thôi, còn lại đó đến Dương gia cũng không dám nói. Người dám khinh chủ sao? Ở chỗ ta, ngươi không phải là chủ. Nương nương niệm tình bà con, nó mới nhận ngươi là đệ đệ. Nếu không, một hưng quốc hầu phế thải như ngươi, không cần đến nương nương lên tiếng đâu. Ta tìm đại một người đã có thể phế được ngươi. Sự cái thói hống hách chẳng sẽ mai ra cái gì trước đây của ngươi đi. Đừng chẳng biết điều như vậy. Nghe rõ chứ? Ta nói với ngươi một lần nữa, mấy cái chữ ở trên đó, đó học thuộc hết cho ta. Sáng mai vào trường thi viết xem một chữ thôi, ta cũng lấy đầu của ngươi. Trường thi. Quán trọ Duyệt Lai. Anh Nhi. Hả? Huynh vào trường thi rồi, phải ở trong đó rất nhiều ngày. Mùi giờ xuân mai phải ăn phận một chút, không được ra ngoài sinh sự với người ta. Ừ. Bao Hưng. Hả? Ngươi hãy chăm sóc tiểu thư giùm ta. Trong công tử yên tâm đi.
Vậy chúng ta đi thôi. Dạ. Nè mấy cô làm gì vậy? Đi thôi, chỗ này nè, chỗ này nè. Làm gì vậy? Tránh ra đi. Ê mấy cô ơi, tránh ra đi. Trời ơi sao vậy? Các tỉ muội à? Chính là hắn đó. Chính là hắn, chính là hắn. Đúng rồi. Trời ơi, ngươi là kẻ vô lương tâm, ngươi chiếm lợi xong mới là muốn chạy hả? Tôi không muốn sống nữa. Trời ơi, đồ vô lương tâm mà. Làm gì đó? Vô cớ công tử nhà chúng tôi hả? Không được đâu. Tôi làm cái gì hả? Đêm hôm qua hắn ăn no uống say chạy đến chỗ của tôi, bắt tôi lên giường với hắn. Tôi không chịu. Hắn liền trời ơi, tôi không trời ơi buông tay ra đi mà, buông ra. Nè nè, vậy cô nương gì đó à? Có phải cô nương nhìn làm người rồi không? Suốt đêm qua Tiểu Khải luôn ở trong phòng trọ, không hề đặt chân ra ngoài mà. Trời ơi, có phải hắn không vậy? Phải không nói, phải không vậy? Chính là hắn mà. Hắn nói hắn họ Bao, tên là Bao Chẩn, là cử nhân đi thi, không sai chút nào. Chính là hắn đó. Đúng rồi, thì tình quá hại với người ta rồi thì phải chịu trách nhiệm chứ. Đưa lên quan phủ đi. Quan giám trường sắc phong công tổ Tam Sơn Dương Phi Đào Tam Xuân tới. Này, tránh ra. Bây giờ các người là ai hả? Các người sao vậy hả? Đi về đi, không đâu qua như người ta. Sao lại bỏ đi? Đồ của huynh người ta đã nói rõ ràng rồi, huynh còn không thừa nhận nữa hả? Các người tránh ra đi. Không biết mà, tướng quân huynh đâu có ra ngoài. Sao vậy mà nói cùi đâu có bên cạnh huynh đâu? Làm sao biết vậy? Người nói như vậy mà được hả? Nói đi, người là thứ gì vậy? Hả? Là cái thai gì chứ? Không tối qua ta cũng tự không có đi đâu hết. Vì cô nương này nè, chắc chắn cô nhìn lầm người rồi. Chính là hắn, không sai chút nào. Khuôn mặt đen đen, dáng người thì cao cao, chính là hắn mà. Chính là hắn, tôi không muốn sống. Đợi, cô nương, cô nương à. Chỉ muốn chết thôi. Người ta phải vô lương tâm mà. Cô nương, người ngủ với ta xong rồi không chịu thừa nhận hả? Người lấy ta đi chứ ta lấy ta. Nếu không, ta sẽ sống tử cái mặt coi. Tại sao buộc phải giúp người chứ? Đây là nợ phong lưu của huynh, huynh tự mà trả đi. Anh Nhi. Làm huynh nào làm sao bây giờ? Vô lương tâm quá đi, ta không mặt mũi nào gặp ai nữa. Tôi phải lấy ta. Đúng rồi, nè cô nương. Cô nương, tôi và cô sĩ này không thù không quán, tại sao cô lại hãm hại tiểu sinh như vậy? Tiểu sinh là cử nhân vào kinh dự thi, nếu trễ giờ thi thì coi như uổng công sức 10 năm của tiểu sinh. Tiểu sinh biết chuyện này cô nương không biết gì cả, nhất định là có người đưa tiền bảo cô nương đến đây, có đúng không? Họ Bao kia, người đến nhà của ta phong lưu khoái lạc, xảy ra quan hệ với con gái của ta, người muốn đi hả? Không có cửa đâu. Các cô nương lên, giải giải lại cho ta. Các cô làm gì vậy? Đừng đi mà, đừng mà, làm gì vậy? Quan chủ khảo, đồng trung thư môn, hạ bình chương sự Vương Tằng, tham tri chính sự đến vị đại nhân tôi. Tham kiến lão tông tổ. Hai vị đại nhân, được rồi. Dạ. Dương Tằng phụng chỉ chủ khảo, xin lão dừng phi khám người hạ quan. Dương tương gia, sự chinh trực của tương gia lão thân biết rõ, tương gia miễn khám. Dạ. Đinh đại nhân xin dừng bước. À, lão tông tổ, hạ quan cũng miễn đi. Khám hòa vẫn tốt hơn, mọi người yên tâm. Người đâu, khám. Dạ. Đinh đại nhân đắc tội rồi. Bẩm Dương phi nương nương đã khám xong rồi, không mang theo gì cả. Đắc tội, Đinh đại nhân mời. Dạ. Khảo sinh các châu phủ huyện vào trường thi. Tránh ra đi. Hầu gia mời. Ngươi tránh ra đi, đứng đó làm gì? Làm gì vậy? Bổn tước Louis tham kiến Dương phi nương nương. Bổn tước, ngươi là tước vị gì? Con cháu Bắc Hán Dương Lưu Trí Diễn, Thái Tông Hoàng đế Ngự Khẩu Thân Phong Hưng Quốc Hầu. Bắc Hán, có phải Bắc Hán mà bà lão này đã giết 10 lần vào 10 lần ra cứu Thái Tông Hoàng đế không?
Dạ phải. Ra là đời sau của kẻ dông quốc được phong hầu muốn ở đây diệu võ dương hoài. Vậy năm xưa nếu ta không tiêu diệt Bắc Hán người, chắc bây giờ người đi gang như cua chứ đâu có đi dọc. Một tiểu hầu như ngươi đây cũng đội xưng bổn tước ở trước mặt lão tông tổ ta. Người đúng thật là ếch ngồi đây giếng mà cũng không biết. Được rồi, khám. Dạ. Khoan đã. Học trò còn là đường đệ của đương kim Đức Phi Lưu Nương Nương. Có phải học trò có thể miễn khám xét không? Cho dù đường tỷ đó của người đến đây ta cũng khám xét như thường. Nếu người không nhắc đến cô ấy ta cũng khám rồi cho người vào. Nếu người đã nhắc đến cô ấy vậy thì đứng qua một bên. Người tiếp theo. Nương nương, tôi... Ê, đứng qua bên đi, đừng cản đường nữa. Ngươi... Nè, đứng qua một bên. Các người... Học trò Dương Diên Linh. Con người gì mà kỳ cục quá thì không biết gì. Cũng như con gái người ta rồi bây giờ không chịu trách nhiệm. Ngốc tử thiệt là... Trên đời này thiếu gì đàn bà chứ. Tính thằng đàn bà như vậy, người nào người nấy đều giống hệt như kỹ nữ lầu xanh à. Cô hồi nãy cũng đòi chết đó. Kỹ nữ... Thôi nguy rồi, chúng ta mắc bẫy rồi. Hả? Chúng ta mắc bẫy gì? Nhất định là có người mua chuộc những người này, cố ý ngăn cản quân ý vào trường thi đó. Hả? Chắc là không đâu. Sao lại không chứ? Mau nhìn xem, bây giờ là giờ gì rồi. Mau. Phải rồi. Ủa gì người ta rồi bỏ đi vậy? Em đâu bảo chị đứng đây như vậy không được. Nè, con người gì mà kỳ cục đúng vậy? Rồi, không biết nữa. Chứ. Làm vậy là sao? Đi bao đi. Đem đi qua phủ đi. Trời ơi. Chuyện gì vậy? Để làm gì vậy? Trời ơi, làm gì vậy? Mau, đi bao đi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Nè, bọn họ chạy rồi, tí mùi đuổi theo. Đuổi theo. Đuổi theo đi. Đuổi theo. Anh Nhi à, không phải là Quỳnh làm. Cô biết rồi, mau lên cửa sổ đi. Anh Nhi, thật sự không phải Quỳnh. Mùi biết mà, Quỳnh bao đi đi, đã đến giờ thi rồi. Mùi không giận đi chứ? Mùi không có giận đâu, mau đi đi. Quyết tâm của mùi vẫn như trước đây. Mở cửa đi. Sao bảo chứng vẫn chưa đến vậy? Thì chứ không biết, lão tông tổ giờ thì sắp đến rồi. Còn khảo sinh nào không? Hình như hết rồi, lão tông tổ. Đừng đừng, còn có học trò nữa. Ngươi là ai? Bốn học trò Trần Châu Hưng Quốc phủ, khảo sinh Lữ Ích. Lúc nãy